Vâng ơi, mở ra. Đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một cái vòng tròn ảo thuật ha. Và các bạn sẽ móc lên cho mình là 5 mũi đơn. 1 nè. 2. 3. 4. Và 5. Sau đó các bạn rút dây cho chặt ha. Và các bạn móc cho mình là một mũi trượt vô cái chân mũi đầu tiên á. Sau khi móc mũi trượt xong, các bạn móc lên cho mình là 4 mũi bính. Cái này là tương ứng với lại một mũi kép đơn và một mũi bính nha. Sau đó các bạn móc một mũi kép đơn vào cái chân móc kế tiếp, lên một bính và móc mũi kép đơn vào chân tiếp theo. Các bạn sẽ lặp lại như vậy thêm 3 lần nữa thì tổng cộng mình sẽ móc là 4 mũi kép đơn. Sau khi móc xong thì các bạn sẽ đi một mũi trượt vào cái vị trí mũi bính thứ 3, đếm từ dưới đếm lên nha. Và bây giờ mình sẽ cắt chỉ và bắt đầu mình sẽ chuyển sang màu hoa. Ở đây mình sử dụng màu dưa hấu nha. Để móc được cánh hoa thứ nhất, các bạn đâm kim vào cái vị trí mũi bính của cái hàng trước á. Các bạn móc lên cho mình là 3 mũi bính và mình kèm theo cái sợi dây màu đỏ để nó khỏi bị tuột dây nha. Mũi thứ 3 này. Tiếp tục thì mình trong quá trình mình móc cánh hoa, mình sẽ kèm theo sợi màu xanh của cái cuốn luôn. Thì các bạn móc thêm cho mình là 4 lần như vậy nữa. Tức là mình ngoặt dây, mình đâm xuống và mình kéo lên, nhưng mà mình không kéo kim qua một lần nữa. Đó, mình giữ trên kim luôn. Đó, xong. Sau khi đã móc được 4 lần thì các bạn mới kéo dây qua một lần, qua tất cả các dây và lên một mũi mũi bính. Sau đó các bạn tiếp tục móc cho mình là 5 mũi như vậy. 4 nè. Và mũi thứ 5. Thì sau đó các bạn giữ chặt hai cái ngón cái và ngón giữa, các bạn giữ chặt cái màu đỏ và mình kéo qua một mũi trượt. Tương tự như vậy, các bạn móc lên cho mình thêm 3 cánh hoa nữa nha. Sau khi đã móc xong cánh hoa thứ 5 thì các bạn móc cho mình một mũi trượt vào cái mũi bính thứ thứ 3 của cái cánh hoa đầu tiên nha. Các bạn đâm kim qua hai sợi luôn này, các bạn móc cho mình một mũi trượt. Sau đó là tiếp tục mình sẽ móc cái vần cánh hoa xòe ở bên ngoài, thì các bạn đâm vào cái vị trí như trên video của mình á. Đó, các bạn đâm vào lên một mũi đơn nè, sau đó là một mũi nửa kép, tiếp theo một mũi kép. Như vậy là mình đã được nửa cánh phiền hoa rồi. Mình sẽ móc phần còn lại là ngược lại, là bây giờ là mũi nửa kép, một mũi đơn. Và mình cuối cùng là mình sẽ móc một mũi trượt. Mũi trượt này mình sẽ móc vào cái vị trí sau của cái hàng trước á, cái vị trí mà mình móc kết kết các hàng các mũi lại còn lại á, bên cạnh cái mũi chính giữa như video của mình không biết diễn tả sao nữa. Đó, các bạn tiếp tục là móc một mũi đơn, một mũi nửa kép, một mũi kép, một mũi nửa đơn, một mũi đơn và một mũi trượt lần lượt cho các cánh hoa còn lại nha.
Sau khi móc xong thì các bạn cắt chỉ về, mình sẽ dùng cây kim khâu len mình sẽ kết thúc nha. Các bạn đâm giống mình nè, các bạn đâm kim qua hai sợi của cái mũi đầu tiên của cái cánh hoa, và mình đâm vào cái mũi vừa rồi của cái một cánh hoa thứ năm. Như vậy là mình đã hoàn thành một cái bông hoa rất là xinh đẹp như thế này rồi. Bây giờ việc còn lại là mình chỉ là mình cắt chỉ, mình giấu chỉ. Ở đây thì cái màu hồng, màu dưa hấu này mình sẽ giấu vào cái phần cánh hoa của cái dưa hấu. Rất là đơn giản thôi ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy hay thì các bạn hãy follow, like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Bye bye.